Dạ xin chào khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa mới đi lấy tiền của hai anh cô chú mạnh thường quân gửi cho Phương Dừa. Anh chị vậy ha? Dạ. À, mời mời hỏi đi, mời hỏi. À, đây là tiền của cô Lan gửi cho Phương Dừa để Phương Dừa gửi cho hai anh em mẹ qua đời tai nạn giao thông á, hai anh em ở Nhà Bè nè, này hai mẹ con người mẹ bệnh ung thư, đó là bé Khôi với chị Mai, hai chị em, có người đang bị thận và mẹ vừa qua đời là hai chị em học rất là giỏi ở với Đức Hòa Long An, còn ở đây là ủng hộ cho cái cô mà có hai đứa con bị bệnh máu trắng á, bữa tới chỗ Khương Dừa nè, đó. Nói chung là từ khi mà Khương Dừa làm cái YouTube á thì nó Khương Dừa làm nhiều nội dung lắm, giống như là kênh giải trí tổng hợp vậy, nhưng mà có cái nội dung là Khương Dừa yêu thương á, là Khương Dừa đi gặp mấy hoàn cảnh khó khăn ở quê vậy. Thì cái chuyên mục này rất là được bà con ở trong với ngoài nước ủng hộ Khương Dừa, cũng động viên hỏi thăm Khương Dừa rất là nhiều. Cái thứ hai là cũng gửi tiền cho Khương Dừa để Khương Dừa đi chia sẻ cho có hoàn cảnh khó khăn. Có người thì coi những cái hoàn cảnh ở trên cái kênh của Khương Dừa rồi thì gửi tiền cho Khương Dừa để Khương Dừa đi trao, tại vì Khương Dừa hay đi đây đi đó thì gặp thì trao, còn có nhiều bà con cô bác không có thời gian đi hoặc là ở nước ngoài thì không có đi được thì gửi cho Khương Dừa để Khương Dừa giúp. Ngoài ra thì cũng bà con cô bác cũng hay gửi cho Khương Dừa số tiền, ví dụ có người gửi 100, 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, 2, 3 triệu, 20, 30 triệu cũng có, để đó Khương Dừa giữ, để Khương Dừa đi gặp ai Khương Dừa giúp được thì giúp. Coi như là số tiền đó bà con cô bác gửi cho Khương Dừa toàn quyền Khương Dừa quyết định luôn á, thì cái đó là cái sự tin yêu tin tưởng của bà con cô bác dành cho Khương Dừa rất là lớn đó. Thì cũng may là hồi bữa Khương Dừa làm cái chương trình mục này thì Khương Dừa cũng cố gắng làm, nói chung là bữa giờ cũng đang chạy rất là tốt, cũng chưa có sai sót gì. Khương qua cái clip này thì Khương Dừa cũng cảm ơn quý ông bà cô bác đã thương Khương Dừa, tin tưởng Khương Dừa, đồng hành với Khương Dừa. Mấy ngày nay thì Khương Dừa bán sầu riêng ở ở số 19 Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có nhiều bà con cô bác biết cái chỗ này, thì bà con cô bác có nhiều cô chú tới thì không có mua sầu riêng mà ở xa lắm, có người tới mang theo 1 triệu 2 triệu, rồi có người tới mang theo chai dầu, quần áo, rồi đủ thứ trên, nói chung là tới đây để gặp Khương Dừa, để trao cho Khương Dừa những cái phần quà đó, để Khương Dừa gặp những hoàn cảnh khó khăn, để Khương Dừa giúp. Đặc biệt là hai ngày nay trời mưa, trời chiều nào cũng mưa, thì có mấy cô đội mưa lớn tuổi rồi, 60 mấy 70 mà đội chạy xe máy đội mưa tới gặp Khương Dừa để trao tiền, tại và có nhiều cô chú anh chị làm không đi được thì gửi con cháu đi, rồi có nhiều người thì đi nhiều lần mà không gặp Khương Dừa, có cô chú thì gặp mấy bạn trợ lý của Khương Dừa thì có gửi cho cô trợ lý của Khương Dừa, còn có nhiều cô chú thì cũng gặp Khương Dừa để trao tận tay rồi dặn dò đó. Nên đi nhiều lần mà không gặp rồi đi lại hoài, nói chung rất là cực, nói chung là cũng phiền bà con cô bác rất nhiều, cùng nhiều khi có tiền mang tiền để đi giúp cho bà con cô bác mà cũng cực quá, nói chung là có nhiều người cô chú nó sao kiếm Khương Dừa cực quá, tại con không có, thật ra Khương Dừa cũng đi vòng vòng hay đi thôi, hay đi lung tung nên con ít gặp là vậy, chứ còn tại vì có một số cô chú anh chị biết thì cô chú anh chị sẽ nhắn tin vô fanpage á, fanpage của Khương Dừa, rồi muốn giúp làm sao sao rồi Khương Dừa cho thông tin, rồi bà con cô bác gửi cho Khương Dừa. Tuy nhiên có những cô chú anh chị là lớn tuổi, họ không biết vô fanpage, họ không biết nhắn tin, thì họ muốn gửi trực tiếp như vậy đó thì khó, tại vì ông bà cô chú quý chị các bạn thông cảm là tại vì Khương Dừa làm chương trình giải trí á thì các thí sinh cũng đông, nói chung công việc nó cái khối lượng công việc rất là lớn và nhiều người Khương Dừa, nên Khương Dừa không có công bố cái số cái địa chỉ nhà, rồi cũng như là công bố cái số điện thoại hoặc là số tài khoản lên mạng xã hội, vậy nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái thời gian rồi cái công việc của mình, nên trước giờ Khương Dừa chỉ thông thường Khương Dừa quay một cái clip một hoàn cảnh khó khăn thì Khương Dừa sẽ gắn cái số điện thoại của nhân vật đó lên cái clip đó luôn, để bà con cô bác ai có giúp được thì gọi điện giúp đó, chứ, hoặc là gửi cho Khương Dừa, thì gửi cho Khương Dừa chỉ có một cái cách là nhắn tin cho fanpage thôi. Mà giờ thì Khương Dừa cả tháng nay thì Khương Dừa bán sầu riêng, Khương Dừa thấy nhiều bà con cô bác cực quá,
Nên hôm nay qua cái clip này thì Phương Dừa cũng muốn chia sẻ là sắp tới là những cái clip mà Khương Dừa yêu thương á, là những cái clip mà đi thiện nguyện hay là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thì Khương Dừa sẽ gắn thêm một cái số điện thoại, nhưng mà cái số này thì Khương Dừa không có cầm, sẽ cho một bạn biên tập cầm dùm Khương Dừa để nhận thông tin và báo lá cáo lại Khương Dừa. Cái thứ hai nữa là Khương Dừa sẽ gắn cái số điện thoại của nhân vật vô, cái đó thì clip nào Khương Dừa cũng gắn, tùy theo clip. Có clip thì có clip những người họ bị lớn tuổi quá, họ với họ bị bệnh về não này kia này, Khương Dừa không gắn thì gắn họ không liên lạc họ không được. Nhưng có clip những bạn mà còn trẻ trẻ biết xài điện thoại thì Khương Dừa có gắn số điện thoại để bà con cô bác gọi tới thì có thể nói chuyện rồi có thể giúp đỡ được. Đó, cái thứ ba nữa Khương Dừa sẽ gắn cái số tài khoản của Khương Dừa vô đó. Khi mà bà con cô bác muốn giúp, muốn đang xem cái hoàn cảnh đó, muốn giúp cái hoàn cảnh đó, thì bà con cô bác chỉ cần việc chuyển tiền vô cái số tài khoản đó, rồi bà con cô bác ghi dùm Khương Dừa là giúp, ví dụ giúp hai anh em sinh đôi mồ côi, hoặc giúp vậy để Khương Dừa một cái thông tin để Khương Dừa biết cái số tiền này khi Khương Dừa nhận được thì Khương Dừa sẽ chuyển tới hoàn cảnh đó, hoặc là cái số tiền này bà con cô bác để là giúp ai thì giúp. Đó thì Khương Dừa sẽ biết để Khương Dừa giữ lại số tiền đó khi Khương Dừa gặp những hoàn cảnh nào mà tại vì có những hoàn cảnh thì Khương Dừa cũng cho thường 5 tới 10 triệu là cái số tiền của Khương Dừa thôi, tối đa nhất là 10 triệu thôi, tại vì Khương Dừa không có số tiền lớn để Khương Dừa cho hỗ trợ. Thì có những cái hoàn cảnh họ cần số tiền lớn hơn để họ làm mưu sinh hay gì đó, hoặc là để chữa bệnh dứt luôn, hoặc là đi học hành gì đó, thì Khương Dừa sẽ trích cái số tiền đó để Khương Dừa gửi cho cái hoàn cảnh đó. Chứ Khương Dừa thì khả năng Khương Dừa thì chỉ có thể giúp 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu là cao nhất. Tại nhiều hoàn cảnh quá mình không thể giúp hết được quý vị dạ. Đó thì Khương Dừa xin phép chia sẻ như vậy. Khương Dừa sẽ để số điện thoại hotline vô trước cái đã. Rồi Khương Dừa để cái thông tin, cái tài khoản của Khương Dừa vô. Đó. Rồi như vậy đi, để Khương Dừa nghĩ là cũng có rất nhiều bà con cô bác là cũng muốn chung tay với Khương Dừa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhưng mà không biết cách nào để liên lạc được. Có nhiều cô bác anh chị nhắn tin trên bình luận ở trên cái clip á nhiều quá, nhiều khi Khương Dừa sợ kẻ gian họ thấy rồi họ lợi dụng, họ giả danh á, họ nói đây là Khương Dừa hay gì cái chuyển số thông tin tài khoản gì vô không đúng, rồi nhiều khi bà con cô bác bị mất tiền nữa, mà cái số tiền làm từ thiện mà bị mất thì nó oan uổng quá, tội lắm đó. Với lại có những cô chú anh chị mà cũng có xung quanh mình đó hay thấy những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là thậm chí bản thân mình hoặc là trong gia đình mình đó khó khăn mà bị ngặt nghèo á, thì có thể gọi cho cái số điện thoại đó để Khương Dừa nhận thông tin, rồi Khương Dừa kiểm tra thông tin, rồi Khương Dừa có cái hướng giúp. Nhưng mà thực sự là quý khán giả, nếu mà trước khi mà quý khán giả gọi thì quý khán giả coi cái chương trình của Khương Dừa, cái kênh của Khương Dừa quý khán giả biết rồi đó, toàn là những hoàn, nói chung là những hoàn cảnh nào mà xuất hiện trên kênh của Khương Dừa cũng nó khốn khổ lắm, nó cùng cực lắm. Nên quý khán giả nào mà muốn giúp thì Khương Dừa hả không có thể giúp được những hoàn cảnh mà thiếu nợ vay nặng lãi, hoặc là làm ăn thua lỗ, hoặc là không đi làm mà không muốn có tiền xài á, nói chung là Khương Dừa không giúp được những hoàn cảnh đó, nên các bạn đừng gọi giùm Khương Dừa nha. Khương Dừa không có thể giúp được hết, thật sự. Nếu mà Khương Dừa mà là người thật sự giàu có thì Khương Dừa cũng không thể giúp hết được. Khương Dừa chỉ có thể tạo ra được cái Khương Dừa ước mong của Khương Dừa là Khương Dừa có thể tạo ra một cái cơ sở, cái công ăn chuyện làm gì đó, thì từ cái cơ sở, cái công ăn chuyện làm gì đó nó sẽ sinh ra được cái đồng lời cố định hàng tháng, thì từ cái đó nó sinh ra được lời nhiều thì mình sẽ đi giúp được nhiều. Chứ thật sự thu nhập của Khương Dừa thì mỗi tháng thì cũng lương, rồi cũng thu nhập từ YouTube thì Khương Dừa cũng trích ra để Khương Dừa chia sẻ rồi, cho nên mình cũng còn gia đình, còn con cái, rồi nội ngoại cha mẹ tùm lum chứ cũng tùm lum thứ hết cho nên Khương Dừa không có thể giúp được hết đó. Thì hôm nay Khương Dừa cũng suy nghĩ lâu rồi, Khương Dừa nghĩ là thôi mình cứ chia sẻ cái hoàn cảnh đó đi, rồi ai giúp được thì giúp, chứ mình không có kêu gọi. Khương Dừa chỉ chia sẻ ha, chứ không có kêu gọi để giúp cái anh chị này, kêu gọi giúp người này, kêu gọi người kia, tại mình không biết, tùy cái này cũng tùy lòng hảo tâm của mọi người, tùy cái điều kiện, tùy cái khả năng của mọi người thôi đó.
nên quý vị đã thấy nhiều cái clip của Phương Dừa, Phương Dừa chỉ giúp được nhiêu đó giúp, còn Phương Dừa khả năng Phương Dừa định hướng như thế nào, Phương Dừa giúp được như thế nào thì Phương Dừa làm, chứ Phương Dừa không có ít khi Phương Dừa kêu gọi quan cảnh này tội nghiệp lắm, đáng thương lắm, bà con nên giúp giùm này cái đó, Phương Dừa không có kêu gọi đó. Phương Dừa cũng suy nghĩ rất là lâu rồi, Phương Dừa họ nghĩ không biết mình nên có để lại cái số điện thoại hay là cái số tài khoản gì hay không, nên lâu lắm rồi, có nhiều bà con cô bác cũng đề nghị để vậy, nhưng mà Phương Dừa nghĩ không có để, nhưng mà giờ Phương Dừa nghĩ đi nghĩ lại, tại vì có nhiều hoàn cảnh thực sự họ quá khó khăn đi, quá ngặt nghèo đi, mà một mình thì làm không sể, mà nếu mình để cái thông tin đó lên thì bà con cô bác nhiều người mà người giúp 100, 200 ngàn, mà nhiều người như vậy thì sẽ gom lại được số nhiều, thì mình có số tiền lớn, để có số tiền lớn mình mới giải quyết được dứt điểm cho những cái hoàn cảnh đó, hoặc là mình có thể tạo cái điều kiện công ăn chuyện làm. Tại nhiều cái công ăn chuyện làm, ví dụ mua con bò nó cũng không mấy triệu, chứ nó đâu phải nhỏ nhỏ, nó 1-2 triệu thì Phương Dừa cũng đâu có thể mua được hết đó, nên sẽ nhờ vào, nói chung là nhờ vào tất cả quý khán giả của Phương Dừa có xem dõi kênh Phương Dừa, thì đó mình Phương Dừa cũng muốn chung tay. Nói chung là một mình thì nó cũng đến lúc rồi, nó cũng mệt mỏi rồi, nó đến lúc rồi nó cũng cạn kiệt đó, nhưng mà có nhiều người đồng hành của mình thì mình sẽ cảm thấy nó có động lực hơn, rồi cái tài chính nó tốt hơn để mình giúp cho cái những hoàn cảnh khó khăn đó. Và Phương Dừa cũng hứa với bà con cô bác là Phương Dừa cũng sẽ nói chung là mình không thể giúp được hết, Phương Dừa cũng sẽ chọn lọc. Cái thứ hai là Phương Dừa cũng mong muốn của Phương Dừa là gặp những hoàn cảnh nào mà nó thật sự nghèo khổ ngặt nghèo quá, thì Phương Dừa có một cái định hướng đó. Mình có thể trao cho họ một cái cần câu để họ kiếm cơm hàng ngày, mặc dù cơm không có nhiều. Thí dụ một ngày họ kiếm được chừng 5-70 thì để họ sống và mưu sinh, chứ thật sự mà có nhiều bà con cô bác trước giờ mình làm theo cái thói quen, mình gặp thấy khổ quá, mình thương quá, mình cho họ 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, và một thời gian mình quay lại rồi có khi họ cũng xài hết, không và thuốc men bệnh tật rồi nó cũng đâu vô đó hết. Thật sự là cái số tiền của mình là mình giúp xong rồi mình trở lại thì cũng không khác biệt gì hết trơn, mình thấy còn nhiều người còn khổ hơn đó. Nhiều khi họ đang sống yên ổn, nhiều khi có nhiều trường hợp đang sống yên ổn cũng khổ đó, cũng cực đó, nhưng mà họ cũng lây lắng sống được. Nhiều khi mình cho ít tiền rồi, cái bà con cô bác cho ít tiền, cái bắt đầu nội bộ họ xảy ra xào xáo này kia tùm lum chuyện, chứ nói chung là cũng nhiều chuyện lắm. Làm cái công việc này đó, nhiều bà con cô bác mình không có làm thôi, chứ là khi mà làm đó thì mình làm thì mình cũng như mình rất là máu lửa đó, mình rất là tâm huyết, nhưng mà khi làm thì xong cái nó sẽ gặp nhiều hoàn cảnh, nó sẽ có nhiều xảy ra nhiều chuyện lắm đó. Nói chung mình sẽ cố gắng thật nhiều đó, tại vì mình là xưa mình cũng thấy mình cũng khổ lắm, thật sự nhà Phương Dừa cũng lạ dạng đó, không nghèo mà luôn. Hồi xưa nhà Phương Dừa là nghèo, thực sự người ta có nghèo, hồi cái cấp thời của Phương Dừa là nghèo, người ta chia ra loại, giống như mình học xuất sắc, học tốt, học giỏi, học khá, học trung bình thì vàng nghèo lúc đó người ta chia ra là nghèo loại A, loại B, rồi loại C đó. Thì nhà của Phương Dừa thuộc loại nghèo loại A đó, tại vì thực sự rất là nghèo và anh em đi học rất là đông, và hầu như là chỉ được ở chính quyền họ hỗ trợ về cái mặt mà mấy cái chính sách đó để cho mình đi học đỡ tốn tiền, rồi lâu lâu có quà thì mình nhận từ xã, chứ thật ra mình cũng không có được sự giúp đỡ nhiều, để mình mới giờ mình mới cảm nhận được cái sự giúp đỡ mà một khi mà mình giống như hụt hơi á, hoặc là mình đang bị chết đuối, chuẩn bị chết đuối mà, hoặc là tuyệt vọng đường cùng mà tự nhiên có một người tới mà hỏi thăm mình không làm cấm vui rồi họ chia sẻ với mình một số phần khó khăn, rồi họ có cái định hướng mình, nó mở cái tương lai cho mình, có cái hướng nó tươi sáng hơn, mặc dù là không biết cái hướng đó là có thực hiện nó có khả thi hay không, là nó có đi được đến cùng hay không, nó có hiệu quả hay không, nhưng mà dù vậy thì họ cũng giúp cho họ cảm thấy là trên đời này cũng có người, thật ra mình nghèo khổ cũng có người đồng hành với mình, cũng có người hỏi thăm mình, chia sẻ mình, như vậy là cũng vui rồi đó. Và biết đâu thì trong rất là nhiều trường hợp mình đi giúp thì chỉ cần một trong một vài trường hợp đó mà họ vượt nghèo được, họ vượt khó khăn được, và họ biết đâu họ sau này họ khá lên, họ giàu lên, thì họ trước tiên là bản thân gia đình họ cũng đỡ khổ, cái thứ hai là họ có thể giúp ngược lại cho những người xung quanh, hoặc giúp lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác, thì đó là cái mục đích của mình làm. Chứ thiệt sự là cuộc sống mà nhiều khi mình phải chấp nhận thôi, có người giàu có người nghèo đó.
nhiều lắm đó, nên mình không thể giúp được hết, Khương Dừa không thể giúp hết được hết. Khương Dừa chỉ xác định là Khương Dừa có duyên, Khương Dừa gặp, Khương Dừa giúp. Và cái thứ hai là Khương Dừa, cái việc Khương Dừa giúp, Khương Dừa muốn chia sẻ cái thông điệp, muốn gửi gắm cái thông điệp chia sẻ của mình, nó là có những cái thông điệp, tại vì cuộc sống mà nhiều khi nó có nhiều cái cũng áp lực này kia, có nhiều cái nó buồn quá, thì mình có cái gì nó tươi đẹp mình chia sẻ cho bà con cô bác, để cho cuộc thấy nó cảm sống, cuộc sống nó cảm thấy nó thú vị, nó thấy nó vui vẻ hơn, có quý vị á đó. Thì hôm nay Khương Dừa xin phép, Khương Dừa sẽ cập nhật cái số điện thoại, rồi cái cập nhật cái thông tin tài khoản, dạ, rồi hy vọng là để cho thứ bà con cô bác có thể gửi vô. Cái thứ hai nữa là để mình không bị những cái sợ những cái thành phần mà họ lợi dụng đó, họ làm giả đồ tài khoản này kia, số điện thoại đồ đó, rồi mình bị Khương Dừa chưa có nghe trường hợp nào bị giả danh Khương Dừa để nhận tiền hay gì đó. Nhưng Khương Dừa không biết là sắp tới có hay không, bây giờ Khương Dừa phải làm như vậy, chỉ có một kênh duy nhất bà con có thể liên hệ với Khương Dừa, đó là vô cái fanpage Khương Dừa, bà con cô bác nhắn tin cho Khương Dừa. Thứ hai là giờ Khương Dừa sẽ để số hotline lên trong mỗi cái clip như vậy. Cái thứ ba là Khương Dừa sẽ gửi cái số tài khoản của Khương Dừa, đó là số tài khoản Khương Dừa đang sử dụng ở ngân hàng ACB đó. Thì cái tài khoản này Khương Dừa sẽ để dành riêng để Khương Dừa nhận những cái số tiền giúp đỡ của bà con cô bác cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, dạ. Rồi hôm nay Khương Dừa bán sầu riêng, ngày mai Khương Dừa sẽ chuẩn bị ghi hình chương trình bằng áo mai rồi, chuẩn bị vô game show rồi quý khán giả ơi. Chắc là thời gian đi của Khương Dừa cũng sẽ ít lại, nhưng mà Khương Dừa cũng sẽ tranh thủ đi để mình chuyển tải những cái tình cảm, những cái số tiền của bà con cô bác gửi cho tới những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều, dạ, chào tạm biệt khán giả, hẹn gặp lại khán giả trong một video theo, bye bye.